là Tô Hải Quỳnh, số báo danh 13. Tôi đến từ xã Đại Bình, huyện Đầm Hà. Tôi đến vừa cuộc thi, mong muốn được tất cả mọi người chia sẻ với tôi những hình ảnh đẹp của quê hương mình, cũng như là tình cảm mến khách của người Đầm Hà. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đào Thị Quỳnh, số báo danh của tôi là 11. Sở thích của tôi là múa, hát, du lịch, mua sắm. Và ước mơ của tôi sau này sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để quảng bá hình ảnh về nét đẹp, về văn hóa và con người ở nơi đây cho tất cả các bạn bè trong và ngoài huyện biết đến. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đinh Thu Yên, tôi đến từ thị trấn Đầm Hà, số danh của tôi là 18. Ước mơ sau này của tôi là làm tiếp viên hàng không, bởi vì tôi muốn được bay cao, bay xa và ngao du những chân trời mới. Chúc cho hội thi duyên dáng Đầm Hà thành công tốt đẹp. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lương Tuệ Mẫn, số báo danh 09 và tôi đến từ thị trấn Đầm Hà. Ước mơ của tôi là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và tôi đến cuộc thi này để khẳng định bản thân cũng như là quảng báo cho thương hiệu con gái Đầm Hà. Vô cùng duyên dáng và xinh đẹp. Các bạn hãy ủng hộ cho tôi nhé. Chào các bạn, tôi là Thanh Mai. Tôi đến từ Vực Yên, số báo danh của tôi là 08. Ước mơ của tôi là trở thành hướng dẫn viên du lịch tài giỏi. Đó là cơ hội cho tôi quảng bá về quê hương của mình. Cho môn sống của tôi chính là sống là phải ước mơ. Hãy bình chọn cho tôi nhé. Xin chào các bạn, tôi tên là Vòng Thị Lan. Tôi đến từ xã Quảng An. Số báo danh của tôi là 05. Sở thích của tôi là thích đi du lịch. Mục đích của tôi đến với hội thi ngày hôm nay mong muốn giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của người Dao Thanh Phán chúng tôi đến với các bạn bè trên khắp mọi nơi. Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Đặng Thị Thùy, tôi đến từ xã Dực Yên, số báo danh của tôi là 16. Ước mơ của tôi là được trở thành một giáo viên mầm non chính thức để có cơ hội chăm sóc và nuôi dưỡng ươm mầm cho những thế hệ trẻ mầm non của đất nước. Và lý do tôi đến tham gia cuộc thi này, trước hết tôi muốn khẳng định bản thân mình, quảng bá những địa điểm du lịch tiềm năng của Đầm Hà đến với tất cả mọi người và nét đẹp, nét duyên dáng của người con gái Đầm Hà. Và các bạn sẽ cùng cổ vũ cho mình nhé. Xin chào các bạn. Xin chào, tôi tên là Hoàng Thị Lệ, tôi đến từ xã Tân Lập. Ước mơ của tôi là trở thành một dược sĩ để mang đến sức khỏe cho mọi người cũng như là người thân của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình theo số danh 07 nhé. Xin chào, tôi là Đặng Hải Yến, số báo danh 20. Tôi đến từ xã Đầm Hà. Sở thích của tôi là nghe nhạc, thể thao và du lịch, đặc biệt là khám phá những địa điểm mới. Tôi tham gia cuộc thi lần này với mong muốn được giao lưu học hỏi, khẳng định bản thân, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu và lan tỏa hình ảnh, văn hóa của con người Đầm Hà nói chung, cũng như nét đẹp của người con gái Đầm Hà nói riêng, không chỉ xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng mà còn năng động, cá tính, tự tin và thân thiện. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Đào Thị Huệ, đến từ xã Quảng Tân. Số báo danh của tôi là 03. Ước mơ của tôi là trở thành một người giáo viên tiểu học giỏi để ươm mầm cho tương lai của huyện Đầm Hà nói riêng và cho tỉnh Quảng Ninh nói chung. Xin chào các bạn, mình là Thu Uyên, mình đến từ đơn vị xã Tân Lập. Sở thích của mình là nấu ăn, du lịch và đi mua sắm. Phương châm sống của mình là hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Đến với cuộc thi hôm nay, mình muốn khẳng định vẻ đẹp của người con gái Đầm Hà và quảng bá các điểm du lịch mới của huyện đến với bạn bè thế giới. Số báo danh của mình là 19, các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn, tôi tên là Hoàng Thị Hoa, số báo danh 10. Tôi đến từ xã Tân Lập. Ước mơ của tôi làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu tới mọi người về mảnh đất và con người Đầm Hà. Xin chào các bạn, tôi tên là Trần Thị Khánh, mang số báo danh 04. Tôi đến từ thôn Châu Hà, xã Quảng Lợi. Sở thích của tôi là đi du lịch. Tôi đến đây với mục đích là giao lưu, học hỏi, khẳng định bản thân mình. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trề Khải Dánh, mình đến từ xã Quảng An, số báo danh của mình là 01. Sở thích của mình là viết thư pháp và khám phá những vùng đất mới. Mong muốn của mình đến với cuộc thi này đó là để giao lưu học hỏi và lưu giữ những nét truyền thống văn hóa của dân tộc. Các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Lý Thị Tiến, số báo danh 17, tôi đến từ xã Quảng Lợi. Tôi là cô gái dân tộc Dao Thanh Y, tôi đến với hội thi này là để khẳng định bản thân mình, giao lưu học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống, để đưa lời ca tiếng hát chữ cái về bản làng. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé.